Bản tin COVID-19 ngày 9 tháng 7 năm 2021 của báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Số ca bệnh trên cả nước vẫn tăng dữ dội. Thành phố Hồ Chí Minh nối dài chuỗi ngày dịch bệnh bão tố. Thành phố Hồ Chí Minh tái lập 12 chốt kiểm soát, nhiều xe phải quay đầu. Ra đường ngày Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách, người dân cần trình giấy tờ gì? Vẫn còn nhiều người về quê trốn dịch qua chốt kiểm soát. Thành phố Hồ Chí Minh phạt tới 60 triệu nếu tụ tập 3 người ngoài đường. Một phần tòa nhà Thuận Kiều Plaza thành bệnh viện dã chiến. Thêm 600.000 liều vaccine Nhật Bản tài trợ về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh thành nào sẽ được ưu tiên tiêm 8 triệu liều vaccine COVID-19? Chiếc xe X-quang trước bệnh viện dã chiến. Chợ tự phát vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh vẫn hoạt động bất chấp chỉ thị 16. Bị phạt 2 triệu vì ra công viên gia đình tập thể dục giữa đại dịch COVID-19. Đi xét nghiệm lấy giấy thông hành, nhận kết quả dương tính COVID-19. Người bán vé số trong nỗi lo nước mắm, dưa leo sống qua ngày vì COVID-19. Và rất nhiều tin tức phóng sự khác. Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin COVID-19 ngày 9 tháng 7 năm 2021 và đặt câu hỏi tương tác trực tiếp cùng biên tập viên Yến Thi vào lúc 20 giờ tối 9 tháng 7 năm 2021 trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Đường link đến livestream bản tin đã được chúng tôi cập nhật ở phần bình luận và mô tả của video này.